nam mô bổn sư thích ca Mâu ni phật nam mô a di đà phật vâng theo lời sư phụ chỉ dạy con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang thành tâm cung kính dâng lên Cúng dường chư tôn thiền đức tăng và toàn thể đại chúng đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp online trên mạng trong ngày lễ quán thế âm bồ tát thành đạo hôm nay nam mô a di đà phật Tổ sư Ấn Quang khai thị năm điều quy ước của chùa Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu Phổ Đà Sơn và lá thư trả lời đại sư Minh Tánh không làm năm điều. Số 1. trụ trì bất luận là thiên thai, hiền thủ, lâm tế, tào đồng, chỉ lấy giới hạnh tinh nghiêm, tinh sâu pháp môn tịnh độ làm chuẩn, chỉ truyền hiền, chẳng truyền pháp, để dứt thối tệ pháp quyến riêng tư. Số 2. Truyền thừa trụ trì luận theo thứ tự, dẫn luận theo thế hệ. Để tránh thối tệ, bậc cao đức phải ở dưới kẻ đức hạnh tầm thường. Số 3. Không truyền giới, không giảng kinh để khỏi bị chèo kéo, dao động, nhiễu loạn, chánh niệm. Trong chùa tuy hàng ngày thường giảng, nhưng chẳng thân tòa và níu kéo người ngoài đến nghe. Số 4. Chuyên nhất niệm phật trừ đã phật tác ra nhắc lọt không làm hết thảy phật sự thù tiếp số năm bất luận là ai chẳng được thâu nhận thế độ đồ đề trong chùa trong năm điều hãy trái một điều nào lập tức ra khỏi chùa khóa tụng sớm tối phần lớn giống như công khóa thông thường nhưng cũng có chỗ khác biệt người mới đến nếu không có kinh sách để xem chắc sẽ là hiểu lầm vì thế, giám viện là diệu chân đại sư, tính sắp xếp, ấn hành, cậy tôi viết lời tựa. Do vậy, tôi lược thuật duyên khởi như vậy đó. Thư trả lời Đại sư Minh Tánh, nhận được thư đầy đủ cả. Ông khen ngợi tôi quá lố, khiến cho người ta bất an. quan là người lòng nghĩ thế nào, miệng nói toạt ra như thế ấy. Chẳng khen ngợi người khác quá lố, chẳng nhận tiếng khen của người khác. Tuổi tuy 80 nhưng chẳng biết một điều gì, vì thế chỉ lấy niệm Phật làm phương kế tự giải thoát, nhưng do nghiệp nặng, trọn chẳng có sợ đắc gì. Do có sáu chục năm trải đời, nên những lời nói ra chẳng đến nỗi chán tai người khác. Tòa hạ đã chẳng coi rẻ văn sao là hủ bại, dơ bẩn, thì hãy nên y theo những gì văn sao đã nói để tu tập quyết chẳng đến nỗi làm hỏng đại sự của ngài còn như chuyện đến núi thì quả thật không cần thiết pháp môn tịnh độ trọn chẳng có chuyện miệng truyền tâm trao tùy ý để người khác tự hành lãnh hội từ nơi kinh giáo trước thuật không có gì là không được cả chính vị tổ của liên tông không phải là mỗi vị đều được đích thân truyền ngôi vị tổ như trong các tông khác mà là do người đời sau chọn lựa dựa trên công lao hoằng dương tịnh tông sâu đậm của các ngài mà xưng tụng như thế chứ thật ra đâu phải chỉ có chín hay mười vị quan sau khi xuất gia phát nguyện chẳng thâu nhận đồ chúng chẳng làm trụ trì chẳng làm giảng sư cũng chẳng tiếp nhận pháp của người khác vào thời đường tống vẫn còn có pháp truyền tâm ấn của phật Chữ này chỉ còn dòng phái các đời truyền thừa mà thôi. Gọi là Pháp cũng đáng tội nghiệp quá. Tịnh tông, trọn chẳng có chuyện ấy. Đến núi gặp gỡ quan vẫn chẳng hữu ích bằng đọc sách. Cổ nhân nói, gặp mặt chẳng bằng nghe tên. Dẫu có đến đây thì những gì tôi sẽ nói với tòa hà vẫn là những lời lẽ trong văn sao. Nào có bí pháp đặc biệt sâu màu nào đâu. Mười mấy năm trước, cuối lá thư gửi châm Ngô Bích Hoa, tôi đã viết, có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, màu nhiệm vô cùng. Hơn nữa, cuối chương Thế Chí Viên Thông, trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, Phật hỏi Pháp Viên Thông, con không chọn lừa, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa ấy là bậc nhất, không chọn lựa là dùng trọn khắp căn trần thức, đại để niệm Phật, niệm Phật cậy vào Phật lực để liệu sanh tử, nhà thiền cậy vào tử lực để liệu sanh tử. Người đời nay ngộ được còn chẳng thấy nhiều, huống là bậc chứng tứ quả tạng giáo và thất tính viên giáo ư. Tứ quả thất tính mới liệu sanh tử. Chỗ để thực hiện nhiếp trọn sáu căn là do nơi nghe, bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng hoặc chẳng mở miệng niệm thầm trong tâm đều phải nghe từng câu từng chữ cho rành rẽ đấy chính là bí quyết niệm phật ba thứ tính nguyện hành là cương yếu của tịnh độ nhiếp tròn sáu căn là bí quyết niệm phật biết được hai điều này rồi thì chẳng cần phải hỏi ai nữa nam mô a di đà phật